bé gái viết tâm thư gửi đến mẹ, xem hết nội dung khiến ai cũng rưng rưng nước mắt. Mới đây, một bức tâm thư của một bé gái đã khiến cộng đồng mạng xúc động và nghẹn ngào. Trong bức thư ngắn gọn nhưng đầy ắp tâm tư, cô bé bộc lộ những nỗi buồn, sự tổn thương của một đứa trẻ khi phải sống xa mẹ, người mà lẽ ra luôn kề cận, yêu thương và che chở. Bức thư không dài nhưng những lời lẽ bé viết chứa đựng bao nỗi lòng, khiến người đọc không khỏi rưng rưng nước mắt. Trong thư, bé gái viết: "Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con? Mẹ đi lấy chồng có vui không? Con buồn lắm khi ở trường ai cũng có mẹ đến đón, còn con chỉ có ông nội đón. Hận mẹ." Chỉ một vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ để thấy được sự trống trải và nỗi buồn sâu sắc của bé khi phải thiếu vắng tình cảm từ mẹ. Từ nhỏ, bé đã phải xa mẹ, không có cơ hội gần gũi, yêu thương như bao bạn bè đồng trang lứa. Sự khao khát có mẹ bên cạnh mỗi khi tan học để có người an ủi, vỗ về đã khiến bé cảm thấy cô đơn và tổn thương vô cùng. Bức thư ấy bắt đầu bằng lời gọi "Mẹ ơi" đầy da diết, khiến bất kỳ ai đọc cũng cảm nhận được sự khao khát tình cảm từ mẹ của cô bé. Những dòng chữ non nớt ghi lại câu hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con? Mẹ đi lấy chồng có vui không?" Một câu hỏi hồn nhiên nhưng vô cùng đau lòng. Một nỗi buồn khi cô bé chứng kiến các bạn cùng trang lứa được mẹ đến đón ở trường, trong khi mình chỉ có ông nội đón. Chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên nhưng cô bé đã phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn khi không có mẹ bên cạnh như những đứa trẻ khác. Nỗi buồn của bé gái không dừng lại ở đó mà càng trở nên nặng nề hơn khi em phải thốt lên hai chữ "Hận mẹ". Với một đứa trẻ, đây là một từ ngữ quá mạnh mẽ và thể hiện sự mất mát sâu sắc. Bé gái nhỏ tuổi này dường như chưa thể hiểu hết những nguyên nhân phía sau, nhưng việc thiếu vắng tình yêu thương của mẹ đã tạo ra một vết thương khó lành trong tâm hồn của em. Nhiều người sau khi đọc xong nội dung của bức thư đều không khỏi thương xót cho bé gái khi tuổi đời còn quá nhỏ nhưng đã phải xa mẹ để sống với ông nội. Bức tâm thư của bé gái này cũng là lời nhắc nhở về vai trò quan trọng của cha mẹ trong cuộc sống. Khi một đứa trẻ cần tình thương và sự quan tâm từ cha mẹ để trưởng thành hạnh phúc và sự xa cách, dù có lý do nào, vẫn có thể để lại những khoảng trống khó bù đắp. Hy vọng rằng bất cứ ai làm cha làm mẹ sẽ luôn nỗ lực để dành cho con cái mình một cuộc sống đầy đủ tình thương, để không một đứa trẻ nào phải viết ra những lời oán trách đau lòng như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.